Đây là Việt Nam nằm ở cực đông của bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á. Còn đây là Campuchia có biên giới giáp với vịnh Thái Lan ở phía Tây Nam, Thái Lan ở phía Tây Bắc, Lào ở phía Đông Bắc và Việt Nam ở phía Đông. Đây là VinFast, là một nhà sản xuất ô tô và xe máy điện của Việt Nam được thành lập năm 2017 tại Hải Phòng. VinFast là một thành viên của tập đoàn Vingroup được ông Phạm Nhật Vượng sáng lập. Còn hiện tại Campuchia chưa có hãng xe ô tô của riêng mình. Hãng xe trực thuộc tập đoàn Vingroup bắt đầu được đưa vào hoạt động từ tháng 4 năm 2023. Xanh SM trở thành hãng xe taxi đầu tiên trên thế giới với toàn bộ 100% là xe chạy bằng điện năng. Xanh SM có kế hoạch phát triển mảng taxi tại thị trường Lào và Campuchia, hai nước láng giềng của Việt Nam. Trong khi mà triển vọng tại Lào đang rất tốt, thì chính phủ Campuchia lại có động thái từ chối hãng xe đến từ Việt Nam. Vì sao lại như vậy? Hiện tại ở Đông Nam Á đang được thống trị bởi các xe công nghệ như Grab, Gojek, Bi. Ngay cả tại Việt Nam, người dân khi nhắc đến taxi cũng chỉ nghĩ tới Grab, Gojek, Bi, chứ chưa biết đến cái tên là Xanh SM. Vì vậy, tỷ phú Phạm Nhật Vượng chọn Đông Nam Á để cạnh tranh với các tên tuổi đã có. Tại Việt Nam, các xe taxi xanh VinFast đã tạo ra sự hứng khởi và tò mò với khách hàng. Tiếp đà thăng tiến, Xanh SM chọn Lào làm thị trường quốc tế đầu tiên trong kế hoạch vươn ra biển lớn. Bắt đầu từ ngày 9 tháng 11 năm 2023, khách hàng ở thủ đô Viêng Chăn của Lào đã có thể đặt xe taxi qua ứng dụng điện thoại. Tiếp đà thành công sẽ là thị trường Campuchia. Tập đoàn Vingroup của Việt Nam đang có kế hoạch ra mắt 2.500 xe taxi điện tại Phnom Penh, Sihanoukville và Siem Reap. Thông tin này đã thu hút được sự chú ý của một số người và được chia sẻ lên mạng xã hội. Đây là thị trường sôi động hơn hẳn Lào khi có rất nhiều hãng taxi, trong đó có xe công nghệ cạnh tranh với nhau như là Cambodia Private Taxi, Mango Taxi Cambodia, Angkor Taxis, trong đó hãng kỳ cựu nhất là Cambodia Private Taxi có thâm niên tới gần 20 năm. Chưa kể người dân đất nước này còn có phương tiện di chuyển bình dân giá rẻ như là xe túc túc, thậm chí họ còn có một ứng dụng điện thoại gọi xe túc túc riêng, có tên là Pat App. Như vậy thì sự cạnh tranh của mảng taxi tại Campuchia rất lớn. Chưa kể tỷ lệ sử dụng ô tô cá nhân của người dân nước này khá cao bởi giá xe hơi ở đây rất rẻ, rẻ hơn so với Việt Nam hiện nay. Tại thủ đô Phnom Penh, gần như gia đình nào cũng có xe hơi, trừ những gia đình quá nghèo. Nhưng mới đây nước láng giềng đã không chấp nhận xe của Việt Nam. Thông tin về việc Thủ tướng Campuchia tuyên bố không cấp phép cho hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chỉ được thời báo Khmer của nước này đưa tin. Thật ra thì người Campuchia không giống như Lào, họ không hề ưa người Việt Nam chúng ta. Họ cho rằng người Việt khôn lỏi, làm ăn cạnh tranh với dân gốc Khmer. Chưa kể là nhiều năm gần đây, Campuchia gần như được coi là sân sâu của Trung Quốc, được Bắc Kinh hỗ trợ rất nhiều, thậm chí là có lúc còn đứng về phía Bắc Kinh chống lại toàn khối ASEAN. Vì vậy, Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khó vào Campuchia cũng là điều dễ hiểu.